Đầu tiên, hãy bắt đầu đi thật rộng và phóng tầm mắt ra xa một chút. Bởi có một cái thực tế là hầu hết chúng ta không phải là những người làm kỹ thuật. Bạn bè của chúng ta cũng thế. Và nhất là khách hàng thì gần như chắc chắn họ sẽ càng không quan tâm đến kỹ thuật. Điều mà chúng ta quan tâm hàng đầu đó là làm marketing và kinh doanh để tạo ra được doanh thu, tạo ra được lợi nhuận. Và trong khi đó thì khách hàng hay là những người khác thì họ sẽ quan tâm đến việc là ta có thể đem lại được những giá trị gì đến cho họ. Đây chính là cái điểm mấu chốt. Bản chất của công việc marketing và kinh doanh đơn giản là việc bạn tạo ra những cái giá trị để trao đổi với người khác. Đó có thể là một sản phẩm hay dịch vụ mà có thể đáp ứng được nhu cầu mong muốn của khách hàng. Đó cũng có thể là một cái giải pháp cho những vấn đề mà người khác đang đau đớn mỗi ngày mà vẫn chưa thể giải quyết được. Hoặc đó cũng có thể chỉ đơn giản là những lời nói dễ nghe, những câu chuyện ý nghĩa hay là những thông tin thật hữu ích, miễn làm sao chúng đúng với những cái thứ mà họ vẫn đang tìm kiếm. Vậy thì website có thể nằm ở đâu trong bức tranh rộng lớn đó? Và đây quả thực là một câu chuyện dài. Marketing và kinh doanh đã bắt đầu từ trước khi mà Internet ra đời. Ở trước cái thời điểm đó thì các doanh nghiệp đã thực hiện công việc tiếp cận khách hàng chủ yếu qua các cái công cụ như là catalog giới thiệu sản phẩm, hay là họ có thể gửi thư trực tiếp đến khách hàng của mình, hoặc là bán hàng qua điện thoại. Họ cũng có thể là sử dụng những cái quảng cáo ở trên TV hay là các biển hiệu ở ngoài trời. Tuy nhiên thì khi Internet ra đời và phát triển, marketing đã thực sự thay đổi và nó đã thay đổi cách nhanh chóng. Chắc hẳn là các bạn đã mường tượng và cảm nhận ra được phần nào. Và đây là bức tranh toàn cảnh. Khi bạn tạo ra được một sản phẩm và xác định được một cái mức giá phù hợp cho nó, thì bên cạnh đó vẫn còn có hai vấn đề lớn cần phải giải quyết. Thứ nhất, làm sao để khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận được sản phẩm của chúng ta? Hay nói cách khác, làm sao để họ có thể mua được nó một cách nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi? Xây cửa hàng bán lẻ chăng? Hay là tìm đến một cái nhà bán buôn? Các giải pháp đó không phải lúc nào cũng dễ thực hiện, và nhất là chi phí thì vô cùng đắt đỏ. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là làm sao để khách hàng có thể biết đến bạn? Làm sao để họ biết rằng bạn đang có một sản phẩm tuyệt vời và đó chính là cái thứ mà họ đang tìm kiếm? Như tôi có đề cập ở phía bên trên thì có rất nhiều cách. Đó là trực tiếp gửi họ catalog, rồi gửi thư, rồi gọi điện, hay dùng các hình thức khác như là quảng cáo hay là PR. Những cái khái niệm mà các bạn có thể nghe được đến từ đâu đó. Và các cách này thực ra rất hiệu quả, nhưng chúng không thể tránh khỏi những nhược điểm của riêng mình. Nhất là khi bạn đang bắt đầu khởi nghiệp, quy mô còn nhỏ, nguồn lực còn hạn chế, mà kinh nghiệm thì lại chưa nhiều, thì bạn sẽ rất khó có thể tập trung được vào những cái công cụ này. Nhưng thật may, Internet ra đời cùng các website đã tạo ra hàng loạt các công cụ để giúp bạn giải quyết được những vấn đề đau đầu đó. Vậy cụ thể như thế nào? Internet đã làm gì vậy? Và chúng ta sẽ sử dụng website ra sao? Hiểu đơn giản, Internet chính là một cái mạng lưới khổng lồ của hàng tỷ máy tính cá nhân cũng như là các thiết bị điện tử ở trên toàn thế giới. Và từ đó về bản chất thì website chính là một công cụ sử dụng mạng Internet, và nó giúp chúng ta được hai việc. Việc thứ nhất, website giúp chúng ta lưu trữ được một lượng lớn thông tin. Có thể nói đó là một lượng thông tin khổng lồ từ mọi loại dạng khác nhau, như là bài viết, rồi hình ảnh hay là video. Và công việc thứ hai nó giúp chúng ta đó là nó khiến cho chúng ta có thể tương tác được và trao đổi và giao tiếp được với nhau từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và điều quan trọng đó là các website này sẽ hoạt động 24/24, 7 ngày một tuần mà không bao giờ ngưng nghỉ. Website hiểu đơn giản là như vậy. Như thế là các bạn có thể thấy rằng là nó giúp chúng ta được hai việc, đó là tương tác, trao đổi trực tiếp với khách hàng của mình và truyền tải những cái thông tin mà ta muốn họ nhận được thông qua đó. Và nó đã giải quyết được chúng ta được hai bài toán đau đầu ban nãy. Đó là thứ nhất, làm sao để khách hàng biết được chúng ta đang có những sản phẩm họ đang rất cần. Và thứ hai, làm sao để họ có thể dễ dàng mua được ngay những cái sản phẩm đó một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và cụ thể thì với bài toán số 2, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này một cách tham gia vào các mạng xã hội như là Facebook. Hay chủ động và toàn diện nhất, đó là bạn hãy tạo ra một website bán hàng, một website thương mại điện tử mà chúng ta hay gọi là e-commerce. Hẳn là ngày nay thì các bạn đã quen với việc mua sắm online như trên các trang như là Tiki, Lazada hay là AD rồi. Và đặc biệt là các sản phẩm như là sách, đồ điện tử, quần áo, phụ kiện và thậm chí là cả đồ ăn. Các bạn có thể là truy cập cái trang web của KFC rồi chọn những cái món ăn mà mình yêu thích, và sẽ có người mang cái món đồ ăn đó đến tận nhà, đến tận tay các bạn.
Và cả các bạn cũng có thể là đọc và mua vé xem phim, vé máy bay và cả đặt phòng khách sạn nữa. Mọi thứ quả thực là đều rất nhanh chóng và rất tiện lợi. Như vậy thì trong trường hợp này, website thì bản chất chính là một cửa hàng, một quầy bán hàng hay là một kiosk bán hàng của bạn ở trên Internet, cũng như là những cửa hàng ở trên thế giới thôi. Nó cũng sẽ có địa chỉ, cũng có người chăm sóc, và đặc biệt là cũng có một danh mục đa dạng các sản phẩm mà khách hàng có thể tiếp cận được đó một cách dễ dàng. Hơn thế nữa, chi phí cho một website sẽ thấp hơn rất nhiều so với một cửa hàng ở ngoài phố. Mà trong khi đó thì cái việc xây dựng và quản lý cũng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn nhiều. Đặc biệt, nếu như bạn kinh doanh các sản phẩm có thể là truyền trực tiếp được qua Internet tới cho khách hàng, như là ebook, như là tài liệu, rồi video, file nhạc, hay là những phần mềm ứng dụng, thì lúc ấy, quả thực, thế giới online và website sẽ là tất cả những cái gì mà bạn cần để có thể thực hiện được toàn bộ công việc của mình. Ngoài ra, kể cả khi các bạn đã sẵn có một hệ thống cửa hàng ngoài thực tế, thì các bạn vẫn có thể sử dụng website như một cái kênh bổ sung khác. Và thậm chí là kể cả khi đó là những cái sản phẩm mà khách hàng không thể đặt mua ngay ở trên đó, bạn cũng có thể cho họ biết danh sách các cửa hàng đang có sản phẩm để đến mua trực tiếp. Quả thực là có quá nhiều lựa chọn cách sử dụng. Như vậy là bài toán số 2 của chúng ta đã có lời giải đáp.